Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi bơi 20 km sông Sài Gòn để tiêu trừ đại dịch Covid, xoa dịu cơn thịnh nộ của quỷ thần đang phán xét nhân loại. Mặc dù tôi không muốn bơi đâu, nhưng tôi muốn được ngủ ngon để thần sông đừng đến quấy rối tôi nữa. Nãy chỉ muốn tôi làm cái hành động gì đó tích cực để kêu về chào cô. Mục đích là để kêu gọi bảo vệ sông Sài Gòn đừng vứt rác thải ven sông, đừng để hệ sinh thái ven sông bị hủy hoại, nghĩa là để bảo vệ động thực vật ven sông phát triển tốt thì sông Sài Gòn góp phần vào nền kinh tế của Việt Nam. Nhưng mọi người đã quên đi dòng sông này. Sự thành công của thành phố Hồ Chí Minh trải qua hàng triệu năm qua, con sông đấy nó vẫn giúp cho cái thành phố này phát triển trở thành hòn ngọc viễn đông. Và bây giờ sông Sài Gòn đang than khóc vì sự ô nhiễm, vì rác thải, vì động vật, thực vật đang chết dần. Và để xoa dịu nỗi đau, sự tổn thương, sự oán hận của những oán linh, của quỷ thần, tôi sẽ bơi 20 cây số trên sông Sài Gòn. Tìm cái xăng ở đâu, cho đổ xăng, hết xăng rồi. Hết xăng hả? Đổ bét luôn rồi. Ok. Không có bệnh nữa, ăn hết cái dĩa xăng hô đó. Phá hoại môi trường. Hôm nay cũng là ngày đại dương thế giới, nên tôi anh bơi 20 cây lưu số để làm cho đại dịch tiêu trừ, xoa dịu cơn thịnh nộ của trời và đất, của dòng sông. Chúng ta có ai muốn bơi thế Tion không? Tại sao phải là Tion chứ? Đơn nào ra quận nhất đây thầy? Quẹo xuống đây. Đây chúng ta là ra quận 8. Quẹo xuống đi. Anh sẽ có đường ra quận nhất thôi. Chạy nhanh qua cầu. Đây rác rến dưới sông rất là nhiều. Tôi không biết là cái hành động của mình có thể giúp mọi người ý thức được không. Tion làm gì? Tion muốn được ăn ngon ngủ yên thôi. Còn quý vị làm sai cứ tiếp tục làm những hành động này thì sẽ bị trời phạt. Tiên cá thì thay trời hành đạo thôi.
trời muốn sao thì tôi làm vậy, chứ tôi đâu muốn làm gì mấy chuyện này. Hả? Có lúc nào mình kiểm tra mình chuyển rồi. Làm sao mình coi lại cái lịch sử đó? Cái lịch sử chuyển tiền hả nè, em mới chuyển nè, tiền đi ghe đó. Và tiền tiền xe chở em đi đó. Tiền em làm da mặt cho đẹp lên, giờ em phải đi phơi nắng đó. Vì hồi nãy đưa thầy 500 ngàn đó. Chỉ vì ai? Đưa thầy 500 ngàn thì đưa lại cho con có chiêu 2 à. Thầy đưa rồi. Chỉ vì giải cứu sông Sài Gòn. Chỉ vì thần sông Sài Gòn. Thần sông Sài Gòn. Tại sao phải hành tiên cá như vậy? Vậy thần sông ai bơi cũng được mà tại sao phải là tiêu anh bơi? Tại sao tôi phải bơi kêu gọi bảo vệ cái dòng sông này chứ? Thì người ta làm cũng được mà ông muốn tôi là sao hả? Tôi mới làm đẹp mà, da mặt đang đẹp quá mà tự nhiên bắt tôi đi phơi nắng à? Thần sông không nhớ nha. Người ta mà hả coi cái video này mà người ta không có ủng hộ là tùy người ta nha, chứ không phải là tùy ôn nữa nha. Rồi đừng đi theo tùy ôn nữa thần sông nha. Là xong mình dứt điểm luôn nha thần sông. 20 cây số kêu gọi bảo vệ à, không để tiêu trừ đại dịch Covid-19 đúng không? Phải giữ lời hứa nha, thần sông không được đi theo tiêu ôn, chứ phải tiêu ôn có năng lượng liên kết vũ trụ là ngài cứ đi theo tiêu ôn hoài nha. Rồi bây giờ tới nơi rồi mọi người ơi. Mà có bãi giữ xe, nhưng do dịch Covid người ta cũng không cho mình vô gửi xe. Vì dịch Covid mà con người xa lánh lẫn nhau. Ai mà thấy mình đứng gần là họ đeo khẩu trang luôn, sợ mình phun nước bọt vô trong mặt. Thế nên chỉ vì cái dịch Covid thôi làm cho con người đã trở nên thay đổi như vậy. Thử có nhiều người chết trong dịch Covid coi, chắc người ta giết mình luôn quá. Như là đại dịch zombie. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cần một người như Tuyun. Phải xả cái thân này ra, nhảy xuống cái sông Sài Gòn này bơi để tiêu trừ đại dịch Covid, để làm cho thần sông Sài Gòn đỡ oán hận con người vứt rác vô nhà ổng mỗi ngày, con cháu ổng than khóc mỗi năm. Khổ tâm làm tiên cá biết tất cả, lại trở thành cổng liên kết của các vị thần, các vị tiên, chư thiên, Phật, Bồ Tát phải làm mấy nhiệm vụ này. Đâu muốn đâu mọi người, đâu muốn đâu. Bây giờ đợi xe đò. À, xe một chiếc ghe sẽ tới ngay chỗ này để đón tiêu. Còn anh Bồ Tát này thì cần chỗ bãi giữ xe. Việc tôi làm, tôi tổn thương, tôi hư hại, hy sinh chỉ vì những điều tốt đẹp cho thế hệ tương lai. Bơi dưới đây đó hả? Cảm nhận nỗi khổ đau của mấy con sinh vật sống dưới đây đó hả? Nè, làn da đẹp ghê chưa? Da mặt đẹp, da mình mẩy đẹp, thân thể đẹp. Chuẩn bị xuống đây ngâm nước cống. Chỗ đó không cho mình gửi xe nên đò không tới rước được ha anh? Bây giờ ra ngoài đường hoa đó mới có người bãi giữ xe. Bây giờ phải đi ra đường hoa Nguyễn Huệ. Tuyên một cơn mưa. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu từ bến Nhà Rồng tìm đường cứu đại dương. Hôm nay cũng là ngày đại dương đây mọi người ơi, nhưng là ngày Tuyên xả thân của mình, hy sinh làn da xinh đẹp này để xoa dịu cơn thịnh nộ của trời và đất cho đại dịch tiêu trừ ở Việt Nam, cho mọi người ổn định việc làm trở lại.
sẽ bơi 20 cây số trên cái dòng sông này. Cho tôi một cơn mưa. Bên đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chư Thiên ơi, cho tôi một cơn mưa. Có đòi hỏi gì cao sang lắm đâu, chỉ một cơn mưa thôi mà. Tới rồi hả? Ai đây? Alo. Rồi đây là anh Đức lái đò. Alo, chào mấy người. Anh ấy giờ có thêm dịch vụ nữa, chở người đi du lịch. Đây là lâu rồi, chứ phải mới đây nha. Ôi vậy hả, vậy là chở người đi bơi. Dịch vụ mới đúng không? Đúng rồi. Ngoài việc phóng xanh thả cá rồi thả cho cốt rồi, có thêm dịch vụ chở người đi bơi. À, khởi hành từ bến Nhà Rồng. Vậy là khởi hành ngay giữa bến Nhà Rồng phải không? Không, khởi hành đây, cũng được anh. Từ bến Nhà Rồng luôn cho sang. Ghê không? Này lên đường luôn á. Muốn tìm bơi hả? Xin chào các bạn, bây giờ tôi sẽ bơi xuất phát từ bến Nhà Rồng nha. Đây. Lên đường tìm đường cứu dòng sông Sài Gòn. Bây giờ nó còn quan trọng hơn tình hình cấp bách. Rồi bây giờ cho mình coi cái bản đồ đi sao. Đâu bạn, sao? Hiện tại bây giờ là mình ở đang ngay trên hầm Thủ Thiêm á. Trên hầm Thủ Thiêm hả? Bên đây là bến Nhà Rồng nè. Rồi giờ mình bơi tới đâu? Mình bơi tới, ở mình phải vẽ lại mới được. Đây. Bơi theo cái dòng con. Thanh Đa Bình Quế nè. Bơi theo ngược lên đây nè. Bơi lên tới Thanh Đa Bình Quế hả? Coi như là bơi Thanh Đa Bình Quế đó. Bây giờ mình không biết cách nào đo, mình mới đo trên bản đồ nha quý vị. Đây. Đo bản đồ sao mà thấy được 20 cây số? Chấm ở đây, mình đo từ từ. Chấm đây là một dấu chấm đỏ đúng không? Dưới đây một dấu chấm nữa. Vú lên có khoảng cách nó nhiều mình tính ra đúng không? Cái này á, do dòng nước nó chảy với lại bơi á, có thể bị lệch hướng nó xa hơn xíu, chắc cũng không sao. Đây. Đây nè, hồi nãy mình đã chấm hai địa điểm rồi đúng không? Cái này nó có thể chịu đâu khoảng cách nè, mình bấm vô đây một cái. Thì ngay chỗ mình đứng, đó, mình đo lên. Mình đo lên ngay đây. Thấy chưa? Rồi. Đúng không? Mình cộng một cái là nó là 973 mét. Đây thấy số chưa? Rồi đó, rồi mình đo tiếp. Ghê, ta đo ghê ha. Nè, thấy chưa? Mình đo từ từ đó, cộng thêm là 1.6. Rồi xong đến cầu Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm là 2.4, cộng cái nữa là 2.4. Rồi biết chương trình như vậy anh sẽ là trọng tài và mình sẽ ghi hình lại quá trình bơi, và anh này sẽ đi theo quay phim mình ở trên bờ và dưới nước. Đây là anh Bồ Tát Long, anh đây cộng ở trên tay trước luôn nha. Bồ Tát ba tay. Ok bạn, rồi bạn cộng đi. Mục đích này là mọi người biết là chúng ta sẽ thử thách nếu tôi mà bơi được thành công thì hy vọng là mọi người cũng hãy thành công, đừng vứt rác xuống sông này nữa nha. Đó, đằng kia là nguyên một cái bao ni lông đang trôi như vậy. Và bây giờ tôi bơi thì nếu mà mấy anh chị khác đi bơi bình thường á là sẽ mặc đồ bơi lội, còn tôi sẽ mặc đồ chàng tiên cá. Mặc đồ chàng tiên cá nha.
ví dụ như khi nào mà tiêu bơi đến khoảng đó thì anh sẽ quay là tiếp tiêu đã bơi đến cái điểm đó, anh nói cho anh ba tay biết nha. Kem chống nắng, kem chống nắng của bơ mua bên thẩm mỹ viện đi Julie. Rồi gia tài không còn gì hết ngoài hai cái khẩu trang. Kêu gọi mọi người ý thức đừng để dịch Covid lây lan, còn tôi sẽ bơi để cho tiêu trừ đại dịch Covid ở Việt Nam. Hành trang chuẩn bị, kính bơi, kem chống nắng, khẩu trang. Tôi mang vớ vô thêm để giữ cái chân mình tốt hơn. Với lại bơi cái này mà 20 cây số thì sợ là cái chân mình có thể bị xước. Các bạn thấy chân tôi đang trắng trẻo đúng không? Mà vì những điều tốt đẹp thì tôi phải chịu hy sinh thôi. Phật dạy là không vào địa ngục thì ai sẽ vào hả? Chúa Giêsu dạy là ta không bị đóng đinh rồi, con tụi con có sáng mắt chưa? Nếu ta không bị đóng đinh mấy con đâu sáng mắt được. Còn tụi con không nhảy xuống sông bơi thì mọi người có ý thức bảo vệ môi trường không? Có đừng vứt rác xuống sông không? Khó lắm hả? Nên tôi phải bơi đó mọi người ơi, tiêu trừ luôn cả cục mỡ. Sao bạn? Sao bạn chương trình xong? Thì khi nào bơi xong đến điểm nào thì nói tôi biết. Vừa bơi vừa đợi nó. Kiến thì của hãng Húc ở Hàn Quốc tài trợ, nấu thì hãng Rimi ở Hàn Quốc tài trợ. Kem chống nắng thì đang dùng của thẩm mỹ viện Bijoli. Từ đây á, mỗi chấm này, từ đây lên đây là một cây số. Một cây số. Dấu chấm, một cái dấu chấm đen này. Dấu chấm đen này là trên đây đi ngược về rồi không tính. Dấu chấm đen đi ngược về là không tính đúng không? Đúng không? Tại vì mình đi từ đây. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây nè. Tới đây là 5 cây, 6 cây, 7 cây. Ở đây thì 7 cây rưỡi, 8 cây. Tại chỗ này ngắn, mình không có đo ấy được. 8 cây. Đi ba một vòng Bình Quế luôn hả? Ừ. Hy vọng thấy được một chú rái cá xong. Tới đây á, tới ngay đây á là 10 cây nè. Thì đó, thứ 1 chấm gì á là 1 cây số nè. Ở đây là mình quay từ ấy là 20 cây số. 1, từ đây đây là 1 cây số, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Địa điểm nó có cây, 7 cây, 8 cây. Ví dụ điểm cây, 10 cây. Điểm đó nó điểm 10 cây đúng không? Ừ. 10 cây hỏi có tên không hay là sao? Không, là cái này mình phóng to để mình coi cái chỗ đó là điểm tên. Không, cái gì, này mình địa danh gì. Mình chụp hình lại. Còn ví dụ mà hồi bạn muốn ấy là bạn lên bản đồ trực tiếp rồi bạn trực tiếp, ví dụ Tiun mà đến cái điểm này á thì không, lúc nào mà ví dụ tới Tiun tới điểm nào Tiun thấy đẹp quá, ấn tượng quá, Tiun hỏi mình sẽ nói ở cái điểm đó mà. Này là không, Tiun không hỏi được, anh Long sẽ hỏi nha, tại Tiun sẽ bơi liên tục luôn. Nếu mà anh Long thấy cảnh cái nào mà anh sẽ tập đặt ra những cái điểm này là cái địa danh nào ở ngay đó luôn để người ta biết, ta nhớ đến cái nơi đó luôn ha. Thì rác thải ở đó thì sao, mình nói người ta những người sống quanh đó đừng có thả rác xuống đó, đừng để cho thiên nhiên
quay phim, đang quay phim. Bây giờ chụp hay quay thầy? Cảm thấy thoải mái thì thay đồ ra đi thầy. Thay đồ cho thoải mái không? Thay đồ cho thoải mái đi. Có cởi quần xì ra không? Dạ đúng. Mặc cái bộ đồ này bơi kính thưa cả nhà là rất là nặng. Hơn 30kg kính thưa cả nhà. Đồ này chỉ thích hợp lặn xuống thôi. Thích hợp để lặn biển chứ không thích hợp để mình bơi. Nhưng mà cái gì tiêu trừ đại dịch và làm gương tốt cho mọi người để bảo vệ môi trường. Xin mọi người hãy học theo tấm gương thầy. Và nếu có mạnh thường quân nào trong và ngoài nước xem được thì xin hãy tài trợ để bảo vệ môi trường. Xuống ha. Xuống đi, xuống đi. Tạm biệt. Hẹn gặp lại 20 cây số nữa. Thầy có cần khởi động không? Nước đây chảy rất là ngược. Thầy đang bơi ngược dòng nước. Bơi nó nặng lắm nha. Đúng rồi, thầy bơi rất là ngược. Hả? Bây giờ mình bơi 10 cây thôi. Bơi ngược gì đây? Bơi gì ngược dòng luôn đi. Bơi ngược dòng tôi không nổi đâu. Bơi không nổi đâu thầy. Mình đổi lại chiến lược đi. Anh Di Đà Phật. Đổi chiến lược đi. Đổi chiến lược đi. Chạy luôn đi. Kính thưa cả nhà, giờ chúng con kính chào hết toàn thể khán giả yêu thương trong và ngoài nước. Hiện nay đây là chương trình bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên của toàn thế giới. Hy vọng mọi người khi cô quý cô bác anh chị xem được, mọi người cũng dạy con em cháu của mình là bảo vệ môi trường, sông nước, tài nguyên thiên nhiên, trời và đất đã cho, chúng ta phải quý trọng và giữ gìn cả nhà. Cái bộ đồ này mặc trên người thì cũng khoảng hơn 30kg kính thưa cả nhà. Bộ đồ này rất là nặng. Hy vọng rằng cái chương trình bảo vệ môi trường mà thầy ấy đã làm hàng mấy chục năm nay sẽ tác động được truyền cảm hứng cho toàn thế giới. Mong mọi người cùng với thầy Tion lan tỏa yêu thương trong cộng đồng bảo vệ môi trường để nhiều con cháu thế hệ sau chúng ta được hưởng cái không khí.
ăn gì đây cô. Vừa cái đuôi nó giật lại sao rồi thêm nước nó chảy ngược dòng. Đang quay đây thầy. Nếu mà bây giờ mình thử coi bơi một cây số mất bao lâu dưới dòng nước này đi trước đi hả? Cây số đúng không? Rồi, mình xuống mình bơi. Bơi từng cây cũng được. Rồi, giờ mình xuống mình bơi đi. Thì bơi từng cây thôi, đâu cần làm cây đến hai cây được rồi. Ừ. Mỗi ngày một tập cây, tập cây. Làm được. Nhiều tập. Chứ thử thách này mọi người thấy phim truyền hình mà không đơn giản đâu. Nhiều người nói bơi tại vì cái này không đơn giản là do tôi đặt ra quá dài. Mình đã nói tôi mà tôi không chịu nghe. Tôi luôn nói tôi quên bơi biển, nhưng mà chắc á ở đây là bơi gần 5 cây 10 cây. Bây giờ á cho thẳng luôn tôi quên bơi làm gì mà tôi quên bơi nhanh hơn đi ghe được. Nhưng mà mặc bộ đồ vô này nó rất là chậm mọi người hiểu. Nặng không? Bây giờ tôi thử bơi không với đồ bơi tiên cá trước được không? Không mặc đồ bơi tiên cá. Thì sao cũng được cái đó thôi tôi nói. Thầy có mặc áo phao không? Nét phao mặc. Thấy mấy anh chị bơi bơi biển, bơi đường dài mặc áo phao nhiều lắm. Nên mình sẽ không có mặc áo phao. Mình sẽ bơi chân chuồng. Chân chuồng trở về với thiên nhiên. Và nghe đồn xong này có cá sấu đúng không mọi người? Bơi chung với cá sấu cho vui. Có sao đâu, mình bơi vài trăm mét cũng được mà. Đúng rồi mọi người. Bơi vài trăm mét thôi mọi người. Bơi mà phải nhìn ngóc cái mặt lên nhìn nha con chưa coi. Mọi người thấy sự gặp sợ của tôi, nhớ đừng có cát xuống nước nha mọi người. Để tôi hoàn thất cái sứ mệnh này của mình. Chứ tôi đâu điên dại gì mà nhảy xuống sông đâu. Có hồ bơi không bơi xuống sông bơi là gì? Sông bơi tự nhiên không? Biết là xuống sông bơi tự nhiên rồi nhưng mà không ai nhảy xuống sông bơi. Da vẻ nó đẹp đẽ, hồng hào, trắng kẽo, có hồ bơi là người ta sẽ bơi ở hồ. Mặc dù yêu thiên nhiên thiệt. Bơi đi né mấy cái tàu nó ra nha. Thầy bơi xa tàu với xà lan qua, cái chân cầu đồ ra thầy. Ok. Nhấn like và thả tim. Rồi, hy vọng mọi người
quý bà con cô bác trên toàn thế giới khi xem được video này, xin vui lòng hãy đăng ký kênh và nhấn like và chia sẻ cho mọi người cùng có ý thức bảo vệ môi trường nha cả nhà. Chúng con cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Cả nhà đừng thả rác xuống sông Sài Gòn là mừng lắm luôn rồi. Là tây ôn là coi như là có hy sinh cũng xứng đáng, hoàn thành sứ mệnh với cái dòng sông và lên được ha. Dạ, thầy đã đến đây và thầy đã hoàn thành sứ mạng rồi thưa thầy. Tiếp nữa hả? À gì được. Hy vọng cả nhà cùng chung tay bảo vệ môi trường nha cả nhà. À gì được. Thầy ơi, quẹo ra ngoài một chút thầy ơi. Thầy ơi, ra ngoài một chút, ra ngoài một chút. Xa cái thuyền ra. Rồi. Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an. Xin làm các việc lành, hàng năm đều như ý. Chúng con xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Mong mọi người học theo tấm gương tốt của thầy Tuân, bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên và động vật, chia sẻ với người già và trẻ em. Giúp đỡ được ai việc gì thì cứ giúp. Đời sống quá ngắn ngủi, mạng người quá vô thường, mong manh như sương như điện, nay thầy ấy thiện thì thị hiện, biểu diễn cho chúng ta xem, rèn luyện thân thể, sức khỏe, dẻo dai để hiếu dưỡng cha mẹ, tri ân thầy cô, báo ân tổ quốc, báo ân chúng sanh. Gia đình của thầy Tư Anh thì trên dưới thì hòa thuận, gia đình thật là hạnh phúc, cha mẹ ăn ở hiền lành thì đã sanh ra những người con trai con gái rất là hiếu thảo với cha mẹ và lúc nào cũng ngoan hiền và hòa thuận trên dưới một nhà, làm tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Thầy Tư Anh thì gia đình của thầy ấy thì có một cái công đức rất là lớn cả nhà, đó là đem yêu thương lan tỏa khắp giá trị cộng đồng về trồng cây gây rừng cũng như bảo vệ nguồn bầu không khí trong lành cho mọi người, cũng như tất cả đều có thể chia sẻ với người già những hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em vùng sâu vùng xa, cấp sách đến trường và những cái ngôi trường được mọc lên xây lên từ gia đình của những thầy ấy và những cái quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã chung tay góp sức để chia sẻ ấn tống kinh sách pháp bảo, tặng máy niệm Phật, máy nghe kinh và tất cả làm những việc thiện nguyện lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Gia đình thầy ấy không tiếc tiền tiếc của, không tiếc sức người, lan tỏa khắp mọi nơi. A Di Đà Phật. Lâu
có một thân thể khang kiện, gia đình của thầy ấy đã không sống cho bản thân mình mà sống vì cộng đồng, vì quốc gia dân tộc mà lo nghĩ. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều là anh em một nhà, đều là huynh đệ tỉ muội. Giống như khi chúng ta đi đến một vườn hoa thì trong công viên thì có rất là nhiều loài hoa cả nhà, là thì có rất là nhiều loài hoa, cũng có hoa huệ, hoa vàng thọ, hoa hồng và có thể hoa hướng dương, rất là nhiều loài hoa. Đều là một công viên thì tất cả những tôn giáo trên thế giới đều là anh em một nhà, không có thể nói chỉ có một loài hoa vàng thọ. Nếu chỉ có một loài hoa vàng thọ thì công viên đấy không đẹp nữa. Thì dù cho chúng ta làm bất cứ ở quốc gia dân tộc nào, chúng ta cũng hy sinh và cống hiến góp phần vào việc giải cứu động vật, bảo vệ môi trường và cũng như lan tỏa giá trị tốt đẹp tinh thần, lá lành đùm lá rách, chia sẻ yêu thương, hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng thầy cô và cũng như là quan tâm đến giáo dục trong tương lai cho thế hệ trẻ để phát triển nhân tài cho tổ quốc. Kính thưa cả nhà, để thành tựu được một người con hôm nay, cha và mẹ của thầy ấy đã hy sinh rất là nhiều, hy sinh bao gian khó, hy sinh bao khó nhọc, hy sinh rất nhiều cả nhà, hy sinh rất nhiều để ngày hôm nay những người trẻ như thế này được chờ vợ đất, chờ đất quả nuôi dưỡng thầy ấy. Đó, có một thân thể khang kiện như thế này thì đã đòi hỏi thầy ấy đã tập luyện rất là nhiều nỗ lực và bao tâm huyết của người cha người mẹ đã nuôi dưỡng nha cả nhà. Cha mẹ thầy ấy rất là vất vả, hy sinh cả mồ hôi và nước mắt. A Di Đà Phật, thầy bơi xa cái cầu ra một chút, xa cái cầu đó ra một chút nha thầy. A Di Đà Phật, xa cái cầu đó ra một chút thầy ơi. Dạ bây giờ là hơn một cây số rồi nha thầy. Thầy ơi, thầy đã bơi hơn một cây số rồi. Thầy đã bơi hơn một cây số rồi nha.
Bí quyết của gia đình của thầy ấy để có sức khỏe khang kiện ấy là ăn chay niệm Phật phóng sanh và đoạn ác tu thiền, và hỗ trợ mở rộng tâm yêu thương lan tỏa đi khắp mọi nơi, giúp cho người già và trẻ em những hoàn cảnh khó khăn đến trường đến lớp, và bảo vệ môi trường, trồng rừng, trồng nhiều cây trong rừng và tái tạo thảm xanh trong khuôn viên, nên gia đình thầy ấy ai cũng có sức khỏe khang kiện, rất là khỏe cả nhà. Và bí quyết là không sống tự tư tự lợi, luôn sống vì cộng đồng, vì xã hội mà lo nghĩ. Một gia đình rất là hạnh phúc và một gia đình tràn ngập yêu thương, một gia đình rất là hồn nhiên và trong sáng, không tư lợi cho bản thân của mình nữa. Thật là hiếm có, là một hoa sen trong trời người, làm gương tốt cho tất cả những gia đình khác trong xã hội. A Di Đà Phật. Hiện nay trong thành phố của chúng ta với tốc độ đô thị hóa chóng mặt như cái này, cả nhà thấy những cái mảng xanh lần lượt bị mất đi, thì ấy thì Tion chỉ có một cái tâm nguyện là mong mọi người, những các tỷ phú trên thế giới hãy vì quốc gia dân tộc hay vì thế giới, mảng xanh của thế giới mà trồng thì là nhiều cánh rừng, để có được một cái bầu không khí cho thế hệ mai sau. Chúng ta không phải sống ở đây cho bản thân chúng ta, mà chúng ta làm tất cả là vì cha mẹ, vì thân bằng quyến thuộc nội ngoại bốn bên, vì con cái của chúng ta sau này, chúng ta cũng mong muốn rằng con cháu chúng ta sẽ được một hưởng một cái môi trường thật là xanh sạch, để có thể tái tạo môi trường bền vững cả nhà. Ra ngoài một chút thầy ơi, ra ngoài đây một chút, hơn một cây số rồi. Hơn. Hai giờ mấy đó thầy? Dạ. Đây là cái khung cảnh mà Ba Son nha cả nhà. Thầy đã đi được một cây số rưỡi. Thầy đi được. Thầy Tion vừa mới bơi qua một cây cầu Thủ Thiêm nha, kính thưa cả nhà. Cầu Thủ Thiêm. Đây là cây cầu. Cây số rồi nha thưa thầy. Thầy đã bơi được 2 cây số rồi. Dạ. Cây số. Rồi chúng con khởi hành từ bến Nhà Rồng. Dạ, 3 giờ 10. 2 cây số thì thử coi ba bạn nó bơi được bao nhiêu cây số. Dạ. Yeah. Có muốn chia sẻ gì thêm không ạ? Thì có ai có nhu cầu mà đi phóng sanh hay thả cho cốt thì mọi người cứ dặn trước một ngày. Dạ, ở đây bây giờ ai muốn đi du lịch trên sông Sài Gòn chẳng hạn, hay là đi rải cho cốt người thân gia đình đã mất á, hoặc là đi thả cá phóng sanh gì đó, thì cứ liên hệ với mình. Mình ở đây là mình chạy trên sông Sài Gòn,
đoạn từ hầm Thủ Thiêm quận 2. Còn nếu mà muốn đi du lịch thì lên dòng đảo Thanh Đa Bình Quế hay là xuống cầu Phú Mỹ hướng cảng Sài Gòn. Cầu Phú Mỹ đi vòng vòng trên sông chơi hay là muốn đi vô tham quan mấy cái gạch nhỏ cảnh đồng quê là cũng được. Về vui lòng cho xin số điện thoại luôn đi à, gì đó. Số điện thoại là 0589454256. Zalo là Thích Cà Kìa. Chúc cho gia đình quý vị những tâm nguyện của quý vị dàn sự nhí gặp nhiều may mắn, gia đạo được bình an ạ. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người khỏe mạnh. Cảm ơn nhiều. Rồi, chúng con cũng cầu nguyện cho quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình, tất cả chúng sanh được an lạc và hạnh phúc. Đây cả nhà, đối với chúng con thì đây cũng chỉ như là những cái cục gạch, nó không có ý nghĩa gì hết cả nhà. Và dù cho mọi người có nói với chúng con là đi một cái siêu xe rất đắt tiền thì đối với chúng con cũng là giống như những cục sắt rất là bình thường trong cuộc sống, vì chúng con sống là để đem giá trị lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Chiếc xe máy thì chẳng qua nhanh hơn chiếc xe đạp một chút thôi cả nhà, quan trọng là sức khỏe và đời người cũng không khác gì hơn. Chúng ta đến đây là để hiếu dưỡng cha mẹ và nuôi dạy con cái nên người, đó là trí tuệ và sức khỏe là gia tài vô giá của mọi chúng ta. Đây, hãy học theo tấm gương của thầy ấy, bảo vệ mảng xanh, yêu thiên nhiên, giải cứu động vật trong cái hành trình mà mấy chục năm qua và gia đình thầy ấy đã làm rất là ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội. Hy vọng tất cả mọi người, quý bà con cô bác trên toàn thế giới xem được video này, mong mọi người hãy đăng ký kênh và like và chia sẻ rộng rãi để cái hành trình thiện nguyện bảo vệ môi trường của thầy ấy được nhân rộng, lan tỏa khắp mọi quốc gia dân tộc trên toàn thế giới, tầng hư không và khắp pháp giới. Cả nhà thấy không, dòng sông này rất là nhiều, ông trời đã cho rất là nhiều cái sản vật nơi đây. Khi thầy ấy bơi thì cá đã bơi xung quanh, cả nhà để ý một chút là cá đã nhảy xung quanh thầy ấy, cá rất là nhiều đã nhảy xung quanh thầy ấy để mà giống như là chư thiên đến hộ pháp. Và dòng sông này đặc biệt không khuyến khích mọi người bơi, vì dòng sông này có rất là nhiều cá, nhưng có những loài cá rất hiền, nhưng có những loài cá cũng nói chung là cũng không thân thiện với con người. Hy vọng rằng mọi người đem tâm yêu thương mở rộng hơn với những loài cá ấy, và đặc biệt không khuyến khích bơi giống như thầy ấy, vì đây là bậc thầy về bơi lội. Thầy ấy có hàng mấy chục năm kinh nghiệm trong cái việc bơi lội giải cứu động vật và bảo vệ môi trường, nên mọi người khi các em nhỏ xem những video này các em không nên bắt chước. Hiện nay xung quanh có rất là nhiều loài cá bơi xung quanh thầy ấy, mọi người có để ý không ạ? Đây, có rất là nhiều loài cá đang bơi xung quanh nha cả nhà. Nếu cả nhà quan sát kỹ thì sẽ thấy rất là nhiều loài cá đang bơi xung quanh thầy ấy. Cảm ơn tất cả Phật Bồ Tát Tam Bảo cũng như là tất cả chư thiên gia hộ cho tất cả thế giới này được bình bình an an vượt qua tất cả thử thách của thiên nhiên. Đây là cái cảnh, nhìn cảnh này mọi người có nhớ với miền quê không ạ? Đây là cái cảnh chiều đò rất hiếm có, mọi người đến đây để thưởng thức dòng sông Sài Gòn nha cả nhà. Đây. Hello, chào cả nhà. Đó, mọi người có muốn tham gia ủng hộ một cái máy mới không ạ? Hay là một chiếc ghe mới để cho chúng con có cái hành trình thiện nguyện phóng sanh. Đây, nói chứ chèo bằng tay như vậy thì cả nhà mà đi một đoạn như vậy thì cũng hơi vất vả. Nếu cả nhà hay là do mình đi xuôi nước cho cả nhà, chứ đi ngoài ngược nước là bơi không nổi cho cả nhà. Nhưng mà cả nhà thấy thầy ấy bơi trên mình, thầy ấy là cũng khoảng 30kg đó cả nhà, rất là nặng cả nhà. Nếu bình thường chúng ta bơi xong đã khó rồi, mà chúng ta bơi 30kg càng vất vả hơn cả nhà. Thể đã bơi hơn 2 cây số rồi cả nhà. Xin ngài hãy cho biết cái cảm giác lúc này ngài đang chèo như thế này nó có khác cái ngày thường ngài lái ghe không ạ? Khác chứ, mỏi hơn chứ. Thì đó, cái ngành nghề nào kiếm sống nào cũng là còn sống là còn phải làm, còn phải vất vả và phải làm mà không để trong tâm. Làm thì cũng là vì trả hiếu cho cha mẹ, cũng lo lắng tận trách nhiệm với gia đình. Ngành nghề này cũng vậy cả nhà, nó cũng có những cái khó khăn. Nếu mà cả nhà có thương tình thì đi ở đâu cũng vậy thôi, đi giùm chúng con vô cùng biết ơn.
À, nếu có đi thì mọi người dặn trước giúp chú cũng con một ngày nha. Còn gấp quá thì báo trước một ít nhất là 2 tiếng đi, cho dễ, sợ nước cạn thì 2 tiếng thì khi ghe nó đi không được. Dạ. Yeah. Thì kính thưa quý khán giả trong và ngoài nước, thì thật ra thì gia đình của thầy Tion là một cái gia đình truyền thống, dạy con từ thở còn thơ. Cha mẹ còn thì dạy con từ tấm bé, dạy cho thầy ấy từ cái khuôn phép, lễ nghĩa. Và đặc biệt là thầy ấy có một cái sức khỏe là do cha mẹ có trí tuệ. Cha mẹ đã đầu tư xây dựng cái công trình này cho con của tất cả những người con trong gia đình, anh chị em có thể tuôn đều rất khỏe mạnh là nhờ cha mẹ đều có trí tuệ, đầu tư cho sức khỏe và trí tuệ. Ngoài cái việc học vấn thông thạo rất là nhiều ngoại ngữ và thành đạt trong cái lĩnh vực về công nghệ, thì thầy ấy còn làm chủ được thân thể, làm chủ được cái hơi thở và đặc biệt là làm chủ được sức khỏe của bản thân mình. Chúng con cũng thành kính tri ân cha và mẹ, ông bà của thầy ấy đã tạo ra nhân tài cho nước nhà và đẳng cấp của thế giới. Thầy ấy là một giáo viên dạy lặn biển cũng như là một giáo viên dạy về bơi tiên cá ngoài biển, nên thầy ấy có một cái kinh nghiệm mà để chia sẻ với cộng đồng và với trẻ em. Có thể những em nào mà không có khả năng bơi lội như thầy ấy thì những bậc phụ huynh làm cha làm mẹ xin hãy liên hệ tất cả quý thầy cô giáo tại các hồ bơi để các em có thể học bơi lọ, bơi và lặn để phòng chống đuối nước, chứ không để các em ra sông lớn như thế này rất là nguy hiểm. Và các em hãy biết rằng thầy sát bên trái hay bên phải A Di Đà Phật. Thầy ơi, thầy bơi về bên đây một chút, thầy bơi về bên tay phải một chút thầy ơi. Xét xét vô bờ đi thầy. Thầy ơi, xét xét vô bờ bên tay phải. Thầy ơi. Đây cái cầu gì vậy Di Đà Phật? Cầu Thủ Thiêm 1. Dạ. Dạ, giới thiệu với khán giả đây là cái cầu Thủ Thiêm 1 nha cả nhà. Sau lưng của chúng con thì đã bơi qua cái cầu Thủ Thiêm 2 rồi cả nhà. Rồi chúng ta đã bơi qua đây là đã đến được cái khu Bình Quế Thanh Đa rồi đó kính thưa cả nhà.
Hy vọng là cả nhà khi xem được những video này, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, mọi người cứ mạnh dạn tài trợ để thầy ấy có cái nguồn động lực cũng như cái nguồn kinh phí mà để bảo vệ môi trường, một cái quỹ thiện nguyện để làm bảo vệ môi trường, trồng rừng cũng như là trồng tất cả các loại cây rừng để làm bầu khí quyển của chúng ta hít thở không khí trong lành vì thiên nhiên và giải cứu động vật. Cái quá trình hình thành này thầy đã làm rất là nhiều năm cả nhà. Gia đình thầy ấy làm không ngừng nghỉ và không mệt mỏi. Làm mỗi ngày đều có thể không gián đoạn cái việc này. Gia đình thầy ấy lan tỏa yêu thương từ miền xuôi đến miền ngược, từ trong nước và ngoài nước. Nếu quý mạnh thường quân trong và ngoài nước nào phát tâm làm thì quý vị cứ mạnh dạn làm, con trai và con gái quý vị hưởng, cháu trai và cháu gái quý vị hưởng. Dạ, báo cáo với thầy là chỉ còn 26%, 26% nữa thôi thưa thầy. Đã hơn 3 cây rồi đó thầy, 26% rồi thưa thầy. Pin hiện nay còn lại được 26%. Các em có học tập theo tâm à gì được rồi, vậy để con xuống. Đúng, ở bên đó là câu lạc bộ Lan Anh, nơi thì tổ chức đại hội tiên cá đó thưa thầy. Đây cái hành trình chinh phục 20 cây số trên ngang sông Sài Gòn. Dạ kính thưa cả nhà, hiện giờ là đã chinh phục được khoảng thời gian 3 cây số trên đường sông Sài Gòn để bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta không nên vứt những cái mảng bao ni lông xuống sông cả nhà, dù chúng ta là phóng sanh hay từ thiện. Vì thả những cái bao ni lông xuống sông như thế này thì 5.000 năm sau cũng chưa tiêu hủy được. Và những cái rác bao ni lông này sẽ làm cho tất cả những cái dòng sông bị nghẹt. Thành phố chúng ta sống trong cái môi trường là bị ngập, rất là nguy hiểm thưa cả nhà. Chúng ta kêu gọi hãy ngừng thả rác, tất cả các bao ni lông ra cống rãnh và hãy xử lý rác theo công nghệ tiên tiến, bằng ý thức của mỗi người dân, phân loại rác tại nguồn. Dạ, đây là cây số thứ ba đúng không? Dạ. Vậy thì ngài hãy cho biết cái quãng đường mình đi đã được bao nhiêu cây ạ? Cỡ 23 phút là một cây số. Dạ, 23 phút là một cây số. Và thầy ấy đã đi được 3 cây số rồi kính thưa cả nhà. Cái này là nó phải có chênh lệch nha quý vị. Tại vì nước lớn nước rộng á. Thứ hai cây số, thứ ba cây số, thứ tư, thứ năm á có thể tôi sẽ bơi lâu hơn. Tại vì á bây giờ là nước chuẩn bị rộng. Thì xin tôi sẽ bơi ngược nước. Tôi bơi ngược nước thì có lẽ tốc độ tôi sẽ bơi lâu hơn. Thứ nhất, thứ hai đó là sức cũng đuối và chắc là phải qua thứ tư, thứ năm chắc là sẽ bơi lâu hơn. Tại hiện nay bây giờ là 3 cây rồi đó chưa anh ơi? 3 cây rồi đó thầy ơi. 3 cây rồi, thầy nghỉ dây lao được rồi. Nghỉ dây lao là về đây bơi liên tục mà. Em bơi liên tục mà, bây giờ rồi. Bây giờ là 3 giờ 23 phút. Hồi nãy giờ số lên 3 cây số mất bao lâu vậy anh? Tôi xuống đây anh bơi thử. Bây giờ là 3 giờ 33 phút nha.
Hồi nãy giờ là Winter độ khoảng từ 23 phút đến 25 phút á. Là 3 cây số hả? Không, 1 cây số. Mình tính từ cây số thứ hai á. Một cây số mất 23 phút hả? Ừ. Bây giờ bơi 20 cây số là tới khi nào? Coi như mà bây giờ phải tính nước ngược cái xuôi nữa. Giờ thì bây giờ tính cái bình thường thôi. Bây giờ cái tính mà trung bình đi, bây giờ tôi mà bơi nhanh nhất á, một cây số á cũng phải 20 phút rồi. Hồi nãy tính là 23 phút đúng không? Từ 23 đến 25 phút mà bây giờ tôi bơi nhanh nhất luôn á, xuôi nước luôn á. Ừ. Là 20 phút á. Tiếng nữa. 4 tiếng. Mấy, 4 tiếng á. Là tới mấy giờ chiều mới xong? Là tới mấy giờ? 8 giờ đêm á thưa thầy. 8 giờ tối hả? Dạ. Thiệt 8 giờ tối không? 8 giờ tối thì quý khán giả đâu có thấy cái gì nữa đâu. Tối thui thừa lùi luôn rồi. Cỡ luôn 8 giờ. Nếu bơi như vậy á thì phải thứ nhất thầy phải bơi từ sáng sớm, từ 6-7 giờ sáng. Mình khuyên thật lòng á, tao không bơi khoảng 4-5 giờ sáng á. Với lại có hỗ trợ cameraman chuyên nghiệp hơn, người quay dưới nước, người quay trên bờ. Ví dụ như anh Dền, anh quay nãy giờ anh quay trên bờ, không đâu thấy cảnh em bơi dưới nước sao. Thì bây giờ Quỳnh bơi tiếp, bây giờ cây sao? Cây thứ ba đó. Cây thứ ba bây giờ Quỳnh bơi sẵn, bây giờ Quỳnh bơi 5 cây luôn đi. Bơi thêm 2 cây nữa là 5 cây. Thì bây giờ cái từ khoảng 2 cây á, về 3 cây đúng không? Đúng không? 4 cây, 5 cây thì bây giờ anh làm sao theo Quỳnh? Bây giờ con đổi pin nha, đổi pin xuống nước với thầy nha. Bây giờ còn 18% pin nè. Rồi, đổi pin nha. Rồi thầy đồng ý không? Đồng ý okay. Đổi nha. Cái sự liên tục. Ủa tới Vinhome luôn rồi hả? Liên tục là lát do thầy về thì các ghép chỉnh sửa. Ủa, còn đây là Vinhome. Vinhome rồi hả? Đó, đây là tòa nhà Vinhome. Tòa nhà 81 tầng. Thôi bây giờ mình sẽ bơi đi lên tòa nhà 81 tầng chơi rồi xong qua câu lạc bộ tiên cá chơi. Giờ anh quay cảnh em bơi. Khoan nói bây giờ Quỳnh bơi Quỳnh bơi chẳng 5 cây đi. Cái thử thách coi như thử thách cho mình là thử thách 5 cây đi. Chứ 3 cây nó ít quá đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em đã dừng lại rồi. Thôi giờ dừng lại giờ thay pin mới rồi. Dừng lại thay pin mới rồi. Thôi giờ cho qua Vincom chơi. Rồi thôi đi, kia là thử thách đến đây đi. Rồi thử cho tập 1, tập 2, tập 3. Rồi mấy tập sau có Mạnh Thường Quân tài trợ chương trình cho nó hay đi. Lại, có nhiều Mạnh Thường Quân trong dòng người nước tài trợ để chúng con duy trì cái hoạt động bảo vệ môi trường này. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Chứ con nãy giờ con bơi dưới nước rác rến, nãy giờ con hửi muốn nổ lỗ mũi luôn, rác bơi quơ rồi nè. Chuyện đó thì đâu có bình thường đâu. Nè đúng không? Tưởng tượng mọi người lặn cá ở dưới nước mà rác rến vậy đi. Mọi người sống nổi không? Dầu mỡ quá chất không à cả nhà. Nãy là bàn tay trắng nõn mà bây giờ bàn tay nó chuyển sang màu đen rồi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bơi, mình sẽ chơi đi. Anh thay pin đi rồi em sẽ lên thăm lại câu lạc bộ tiên cá của em. Xong rồi em sẽ qua Landmark, em chơi bên Landmark. Landmark bây giờ đường sao Quỳnh lên được? Đường gì sao lên được? Đó bây giờ quay Landmark cho mọi người nhìn luôn, mọi người tham quan luôn. Landmark phải có một cái bến phà thì thầy mới lên được. Có bến phà Landmark không anh? Có cầu phao nhưng mà bây giờ không cho lên. Mình phải có giấy tờ hay có gì đó, bây giờ mới cho lên được. Vậy còn bao nhiêu phần trăm? Dạ, báo cáo với thầy bây giờ còn 17% ạ. Thôi bây giờ anh cùng em xuống nước luôn anh. Dạ. Xong rồi. Vậy thầy có thay pin không anh hả thầy? Thay pin. Vậy thầy thay pin giùm đi ạ. Thay pin đi rồi qua câu lạc bộ rồi tiên cá chơi lên thăm mọi người. Rồi. Chốt lại á là em bơi nếu mà em bơi đúng 20 cây số á, em sẽ mất khoảng 8 tiếng đồng hồ hơn. Đúng rồi. Là với em mặc bộ đồ bơi tiên cá này vô nặng hơn 20 kg khi em bơi dưới nước nè. Là cũng khoảng mất như đó. Còn không biết mấy anh chị mặc đồ bình thường thì bơi nó như thế nào, nó có mất nhiều thời gian hơn không? Em nghĩ không có bộ đồ này thì nó sẽ nhanh hơn được gấp đôi. Và nếu mà có bơi như vậy thì mấy cái thành tích mà bơi lội mà mọi người nói là bơi 200 cây số hay là bơi mấy trăm cây số là mọi người bơi đều phải có điểm dừng, điểm nghỉ đúng không? Chứ lâu thời gian một ngày đâu đủ cho mọi người bơi. 8 tiếng mình không thể nào mà mình bơi được 8 tiếng xuống cái này. Đúng rồi. Với lại bơi mọi người phải mặc áo phao thả trôi rồi trôi tới điểm nào rồi dừng lên bờ nghỉ chứ không bao giờ thế nào mà bơi liên tục được.
Nên bây giờ em thử bơi liên tục nãy giờ 3 cây số cho mọi người thấy là pin nó cũng hết nổi để quay. Bây giờ em quyết định là xuống sông quay một số cảnh ở dưới đây chơi với mọi người. Kinh phí chuyến đi thì em thấy là làm cái này mà bơi nhiều hơn, phải có nhà tài trợ này kia để mình bảo vệ môi trường sông nước mình bơi dưới này. Tại mình cũng ngâm nước mình, da mình trong quá chất rồi mấy chất ô nhiễm môi trường thải ra thiên nhiên nữa. Rồi rác thải nếu bơi có chương trình nhặt rác thải dưới nước kìa, giống như là mấy cái đồ nhựa đồ nó trôi bền bồng kìa đó, phải một chương trình quy mô hơn đó. Em đặt ra thử thách và 20 cây số thì em thấy là không thể một ngày hôm nay mà hoàn tất. Nếu giờ em bơi tới tối luôn cũng không còn gì để quay, cũng hệ thống quay phim nếu này. Mà tối quay không thấy được quay, nó đen thùi lùi. Nên bây giờ em sẽ xuống này bơi cho mọi người thấy cảnh dưới sông, rồi em sẽ lên câu lạc bộ tiên cá em chơi, đó là làng Lan Anh ở quận 2. Là bơi từ hồi nãy là mình bơi từ bến Nhà Rồng đúng không anh? Bến Nhà Rồng em. Ra ra đây là mất bao lâu rồi anh? Bến Nhà Rồng là lên từ bến Nhà Rồng 2 tia hồi 2 giờ mấy hả? 2 giờ 10. 2 giờ 10 giờ mấy giờ anh? Bây giờ là 3 giờ 43 phút. Trường hao nãy giờ mình lên bờ nói chuyện xã giao đúng không? Lên ghé hả? Ừ. Coi như là mình bơi cỡ một tiếng đồng hồ 3 cây số cỡ đó. Rồi. Dạ. À, bây giờ anh em mình sẽ xuống nha anh Người Nhái. Anh Người Nhái sẽ xuống quay phim cho em nha. Nước ở chỗ khu này á thì em bơi em ngửi được cái mùi nước của nó không có thơm. À, nó không có sạch bằng cái nước ở phía trên ngay chỗ cây cầu Thủ Thiêm á thì nước nó sạch hơn. Xuống đây thì em nghe được mùi nước cống nhiều, có thể cống là từ những cái khu căn hộ này thải ra lên mắt 81 nè. Đó, em là em tính định dọn nhà qua lên mắt 81 ở đi. Giờ hôm nay là em bơi trước sông của lên mắt 81. Đó, các tỷ phú đại gia thiện nguyện từ thiện gì giờ tài trợ cho tụi em cái ghe em bơi khắp Việt Nam xuyên Việt luôn cũng chơi. Nhưng mà phải có đầy đủ giống như phương tiện kỹ thuật cao hơn, chứ cái này chơi vậy không đủ rồi. Nè bơi nè. Bây giờ là cái vải nó xuyên qua luôn. Thấy cái chân em luôn rồi nè. Rồi nó giãn ra trong cái nước, nó đẩy nước này kia á. Nó giãn cái đồ ra luôn. Rồi. Chuẩn bị chia tay chiếc đuôi tiên cá này. Chiếc đuôi tiên cá này đã có thành tích bơi 750 km ở ngoài biển suốt 1 tháng mỗi ngày. Bơi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều và hôm nay bơi xong nữa. Chuẩn bị tạm biệt cái đuôi. Bơi xuống mà bơi ở ngoài biển nó có dòng nước chảy, người ta bơi cũng được hơn. Bơi ngoài biển là nước chảy mạnh hơn đây. Nó chảy mạnh nhanh lắm, nó chảy nước giật mình, nếu mà mình để ngang nó giật mình cong người luôn á. Mình phải bơi giống như rùa biển luôn. Còn trong này thì nước nó không được. Rồi. Cầm máy quay phim lên Suzuki. Về thăm câu lạc bộ tiên cá lên mắt 81. Không có chỗ để leo lên. Nó có cầu phao đằng kia đó thầy thấy không, nhưng mà không có lên được. Có cầu phao đó, cầu phao chỗ cái ghe trắng trắng đó thầy. Cái chỗ này em hít em bay lên bờ được không? Thôi nói chơi nó nguy hiểm lắm, không an toàn thầy. Nó để an toàn cho thầy để thầy còn đi giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khác, bảo vệ nhiều cánh rừng khác. Cho em cái nón này anh hai ba tay anh ba ba tay rồi anh hai caramel. Giờ em xuống nước cái kiểu mà thợ lặn của tổ chức ba đi nè mọi người. Em là thành viên của tổ chức ba đi, hết dịch covid thì em có tham gia ba đi rồi. Body Aware là Body hợp tác với Project Aware tạo thành thương hiệu mới. Là Body Aware là mời các thợ lặn chuyên nghiệp thế giới giống như em đến để hoạt động môi trường biển ở nước ngoài. Mà biển Việt Nam em chưa làm xong đó. Sao làm nổi nước ngoài mà ở là em làm ở Việt Nam á. Có mình em làm không ai tài trợ em làm em cũng tốt kém. Nhiều năm qua tốt nhiều chuyện mà mình em. Rồi bây giờ ngã xuống nước kiểu Body Aware đó. Rồi mời anh xuống nước. Anh...
cây số thôi, thời gian không đủ, điều kiện không đủ, chỉ có thể chơi đến câu lạc bộ tiên cá thôi. Câu lạc bộ tiên cá trước mắt đến đó nè, ở cái du thuyền đó. Lên nào. Lắm, ở dưới nước mờ lắm không thấy được thầy. Chạy xíu hơn thầy. Quay cho anh cameraman dưới chứ. Nãy giờ anh quay mình hết pin luôn mà. Caramel, cố lên Caramel. Dạ rồi. Cá sấu kìa Caramel. Ai dưa ơi. Lên lẹ không? Ai. Cảm ơn nhiều. Vui quá ha. Phải cho Caramel xuống nước, nãy giờ Caramel. Nè, vô. Thầy muốn nói gì chia sẻ đi thầy. Mời anh, chị động tác nha. Có cần chụp hình không? Ngồi ở ngoài mũi thiền mới đẹp thầy. Thầy ngồi ở ngoài mũi kìa. Lết lên thôi. Lết lên thầy. Wow.
hồ đồ này cũng gần 30 kg nha cả nhà, rất là nặng, vô cùng nặng. Đòi hỏi phải có một sức khỏe tốt mới được hồ đồ này rất nặng cả nhà. Đây là những thước phim chân thật sống động về cái hành trình, quá trình mà gia đình thầy Cương đã chung tay với tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước để bảo vệ môi trường, để cứu động vật và thiên nhiên, đem lại nguồn không khí trong sạch cho toàn thế giới. Cùng chung tay góp sức, đông tay thì bộ tiếng sẽ kêu to cả nhà. Một mình thầy ấy làm tấm gương tốt cho cả toàn thế giới, mong mọi người cùng học tập theo. Nói lại thầy, đây là ngôi làng Lan Anh. Rồi quay lại thầy. Thầy đứng đi, đợi đi, thầy đừng có, thầy đấy bơi lâu lắm rồi, đuối lắm rồi, đừng có bỏ thầy đó. Người ta đuổi rồi kìa. Người ta không cho vô rồi kìa. Thầy đứng đợi chú đi. Mình bơi gần gần chút cho dễ quay phim được không anh Đại Phật?
anh. Bến du thuyền Lan Anh. Ủa sao anh leo lên bờ có vẻ khó khăn quá vậy? Hít một phát là lên chứ. Mọi người đừng thả rác dưới lòng sông và học theo tấm gương cô tốt của thầy Tuân là bảo vệ môi trường. Gia đình thể đã làm tấm gương tốt cho mọi người học tập. Con xin lỗi, con xin lỗi. Hello các sếp câu lạc bộ Lan Anh. Hôm nay em về câu lạc bộ Lan Anh thì em thấy là ở đây an ninh rất là tốt. Anh bảo vệ ở đây làm việc rất là nguyên tắc, rất là tốt bụng. Mặc dù là tiên cá về Lan Anh cũng không cho tiên cá vô bờ tham quan. Bây giờ tiên cá phải trở về với nước. Cảm ơn rất nhiều ạ. Ok mọi người. Ê, ở đó có chân vịt á, đừng có bơi cái đó. Chân vịt ở phía sau đừng có bơi ra cái chân cái kia. Quay đi con lên bờ thầy. Cầm máy quay con lên bờ. Không cho lên phải không? Chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì thời Covid mọi người thấy mình là người ta sợ lắm rồi, người ta coi mình giống như là một con vi trùng chết chóc. Thế nên làm sao để tiêu trừ đại dịch đây mọi người? Hãy bảo vệ thiên nhiên và động vật. Nếu tiếp tục tàn phá thiên nhiên và động vật sẽ còn nhiều những bệnh nguy hiểm khác đến với chúng ta còn hơn cả Covid-19 nữa. Sự kỳ thị, sự ích kỷ của con người sẽ càng tăng trưởng và họ có thể hại mình, hủy diệt mình, nguy hiểm lắm á. Muốn mang đến một tình yêu thương rộng lớn đến tất cả mọi loài thì mọi người hãy cùng chung tay góp sức xây dựng một hệ sinh thái tốt. Ok, coi tôi lên bờ nè.
sức mạnh tiên cá hết một cái là bay lên liền nè. 1, 2, 3. Rồi xong. Bây giờ mình đi về. Đi về được rồi ha các bạn. Thử thách bản thân như vậy cũng đủ rồi. Thứ nhất là để làm được một cái chuyến bơi 20 cây số không phải đơn giản. Phải cần trang bị rất nhiều thứ. Phương tiện máy móc, đội ngũ quay phim, chứ đâu phải muốn bơi như vậy là bơi. Mình bơi thử 3 cây số để mọi người thấy rồi đó. Thế nên cần sự ủng hộ nhiều hơn nữa. Những ai đăng ký kênh mà chia sẻ video về những hành động tích cực này, tôi nghĩ là làm cái này để thay đổi ý thức cộng đồng thôi, chứ cũng không kiếm được đồng xu nào từ việc làm cho đi này dưới nước đâu. Tốn tiền làm da mà. Vậy nha, hãy nhớ đến tiêu anh chàng tiên cá bảo vệ môi trường sông nước Việt Nam nha. Hy vọng là một tương lai tươi sáng chờ đón các bạn. Còn tôi làm xong nhiệm vụ này mà không có nhà tài trợ thì tôi cũng không làm nữa. Phải có tài trợ gì đó để mình làm, mình có động lực chứ. Bơi lội lội dưới sông dưới nước như vậy, chi phí xăng dầu đi lại của mấy anh em, mọi người đều muốn hướng đến những điều tốt đẹp. Cảm ơn các anh em. Cảm ơn anh Bồ Tát Long nha. Cảm ơn anh Ba Tây nha. Chưa mà chưa tới cái bay gì. Cảm ơn trước. Rồi tôi nhảy xuống nước chia tay. Rồi xong tắt máy đi đại ca. Rồi. Cảm ơn anh thì tôi nước nhiều ạ. À. Ai gì được. Dạ, bắt đầu vô. Mình giao lưu luôn.
kìa, ảnh lặn ảnh lụm cái gì chứ xong kìa. Mình có hôm nay mình mới được đâu để cho người ta lặn. Hả? Lại gần được. Cái chân dịch sao, cái chân dịch của mình trúng người ta. Đang coi sát mà. Lại kiếm gì á? Lại phỏng vấn đi, ngày đó. Không được. Tại vì mình lại gần quá chướng trúng chân dịch của người ta mà chân dịch ta cũng trúng trúng thầy. Sống vô sinh rất vất vả cả nhà. Thôi ở đó có chân dịch thì ơi đừng lại đó. Chân dịch không à. Hãy chân lên thầy, có chân dịch ở dưới. Xuống dưới mấy chục mét á sao quên lặn được.
thôi đi. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn. Anh làm nghề này lâu chưa anh? Là mình lụm sắt ở dưới sông hả anh? Là lụm ở dưới đáy luôn à? Đáy sông đây sâu khoảng bao nhiêu anh? À, lặn sâu. Mà sao mấy anh lặn rồi mấy anh mở mắt dưới nước luôn hả anh? Hay quá. Mà thấy gì không anh? Hả? Lặn rồi thấy gì không? Đâu thấy gì đâu. Có thui rồi hả? Rồi ở dưới có cái bờ khí thở ở dưới nước không anh? Có cái ống thở dưới để lặn xuống dưới có cái ống đó mình thở đúng không? À đây, ống thở. Đây cái đưa cái ống thở này xuống. Đi tới đâu là lặn tới đó mà. Rồi để cái anh kia ảnh lên cái xong mình đi theo ảnh mình xuống mình coi ảnh coi mình thấy gì không nha mọi người. Đây là một nghề đặc trưng trên sông Sài Gòn của những anh người nhái. Người nhái không cần bình khí thở. Mấy anh này là lặn kiểu free diving luôn, lặn tự do luôn. Mà xuống khoảng 12 mét thôi. Hay quá luôn. Là trên ghe này mình né qua để coi ảnh đem cái gì lên. Trên này á là một cái máy phát chạy khí oxy để mấy anh lặn xuống mấy anh kiếm sắt ở dưới sông. Đó, sắt mà lụm lên được á thì mấy anh sẽ rửa lại để về cân ký bán. Hai ống thở luôn là đang có hai thợ lặn ở dưới sông á.
sắt này là sắt vật tư xây dựng đúng không anh? Sắt này chứ thời Mỹ từ thời của Mỹ luôn. Dạ. Ồ mấy anh này chuẩn bị lên rồi đó. Thấy bọt oxy nổi ở đây nhiều nè. Xuống này á là mình phải đi trong bóng tối luôn á. Mấy nơi này không quen lắm á. Hả? Sao anh không xuống vậy Caraman? Caraman khoái rồi. Đây anh ba tay anh xuống nước anh bơi luôn nè. Anh đang lội. Đấy, sâu lắm nha mọi người. Mười mấy mét. Mấy anh thợ lặn này đang thở khí oxy ở dưới á. Caraman của em sợ chết lắm nha mọi người. Em đi với Caraman này. Thôi tạm, xài tạm. Bây giờ em phải cần được tài trợ một Caraman liều hơn nữa mới quay được cảnh liều của em. Trời ơi, Caraman bơi suốt dài luôn. Đây Caraman ơi. Đạp không có quá một cái gen tay đập nhẹ nhàng tháo rồi. Tháo chân rồi. Sao tháo? Chịu không nổi. Bây giờ tụi mình sẽ chơi đi lặn với anh ba tay. À gì được phục. Leo thì anh ba tay sẽ thử thách. Sao lặn lại tôi luôn. Không chơi thử thôi. Chạy qua đây qua đôi sợi dây nè và ai đi. Thôi để cái nghề của người ta làm thì đừng có dành chén cơm của người ta. Người ta nghèo khổ, người ta làm thì còn để cho người ta kiếm cơm nuôi cha mẹ vợ con người ta với thầy. Nghề nào thì cũng làm hết rồi, sao ta có đất sống. Thật ra mọi người rất là khó khăn vất vả với công việc mưu sinh. Họ cũng vì hiếu thảo với cha mẹ và tầm trách nhiệm với vợ con. Cuộc sống thật vất vả đó nè. Có vài ngày một tí thôi đây nè. Thật vất vả. Thầy ơi, đừng lặn sâu quá. Thử xuống coi sao đúng là tới thui. Tới thui rồi thầy ơi. Nó mở mắt quá. Thôi. Đau mắt. Mở mắt thấy được, chứ không mắt thấy được. Rồi đem cái này nó tốt hơn. Ở dưới không thấy đường được, tối lắm. Nước phải nước biển mới được. Nước biển là trong một chuyện mới có. À gì đẹp thật. Chúc
ta đợi coi mấy ảnh mò được cái gì nha. Nãy giờ mấy ảnh xuống dưới chắc cũng cỡ 10 phút hơn rồi. Lúc trước là mình nghe anh ba tay nó cũng sao mấy ông thợ này lặn dữ vậy trời, ông lặn như siêu nhân vậy, lặn tới một hơi thấy chưa lên luôn thấy không. Giờ có này nè bà con, ông thợ mà cái này mấy anh này mốt đi làm biểu diễn tiên cá được á, tiên cá trong thủy cung là cũng với ông thợ dưới nước á, bơi qua bơi lại cái hít một hơi vô lặn tiếp. Coi chừng sắt không á nha thầy. Nó sắt không á. Nè thầy nó đóng cọc nhiều lắm. Lại đó không an toàn đâu. Ở đây đông đông vui. Nó cọc không à. Cọc người ta đóng nhà. Bây giờ em sẽ lên bờ vô một cái khu công viên để cho những người ở trên bờ, cho người ta thấy ở dưới nước em đang sống. Đừng vứt rác vô mặt em. Thầy ơi, người ta lên rồi, người ta lem đồ lên kìa. Đâu? Nhanh lên thầy. Kính chúc gia đình các vị nhiều sức khỏe nha, làm ăn phát lộc phát tài, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn. Mọi người có nhắn với gì với người thân gia đình mình không? Hài quá. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Mọi người rất là tốt bụng cả nhà.
cho em đi vô bà con nhé. Bà con công ty công viên nữa. Lên đi thầy. Vậy cái cầu thang ở đó người ta dẹp rồi nên mình lên bờ được không? Dạ. Kìa chỗ đó đó. Ở trên bờ đang có rất nhiều em nhỏ đang đạp xe chơi trên đó mà không có lối đi lên. Có lối đi lên là tôi sẽ cho mấy bạn trên đó chạy đi cá lên bờ, nhưng mà không được rồi. Nhớ nha mọi người, đừng để dòng sông tức giận chúng ta. Đó là cũng là nhà của rất nhiều loài thủy hải sản. Ở dưới đây người ta đang sống rất là vui vẻ. Rác vô nhà của người ta nữa. Họ chỉ không may mắn hơn chúng ta là được mang hơn người thôi. Nhưng mọi chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Chúng ta được mang thân người là mang phước báo lớn. Nên hãy nghĩ cho những loài vật thấp bé hơn. Đừng để thiên nhiên và động vật oán hận chúng ta. Tôi lên bờ. Lên bờ làm người tiếp, xuống nước mới làm chàng tiên cá. Rồi bò đây. Rồi sao cao dữ vậy? A Di Đà Phật. Thử thách hả? Hãy xem sức mạnh của con. A Di Đà Phật. Nè A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, ngài cầm máy quay đi. Mạnh thế. Nghề này rất là vất vả. Những anh này làm việc rất là thiện lành. Là lụm rác ve chai ở dưới sông. Chứ không có làm nghề chích cá ở dưới sông. Trời sẽ mưa đó mọi người ơi. Thẳng tiến về Sài Gòn. Vui. Vô con cầu vòng đẹp quá thầy ơi. Cầu vòng, mọi người thấy cầu vòng không? Cầu vòng. Ô cầu vòng. Vô. Bởi vì họ phải làm công việc này để có thể trang trải những
đang bị trong một cái vòng luẩn quẩn của tạo nghiệp bất thiện của thiên nhiên và động vật, khiến cho trời đất phẫn nộ nên mới có đại dịch Covid. Trong vòng một thập kỷ qua thì con người đã hứng chịu rất nhiều dịch bệnh nó quỷ, dịch bệnh Ebola, dịch Covid-19 rồi dịch SARS, rất là nhiều dịch bệnh tiếp tục tàn phá thiên nhiên, thì dịch bệnh khác nó lại ra nữa thôi. Nên cái việc mà kêu bơi kêu gọi trên bảo vệ môi trường để tiêu diệt đại dịch Covid-19 là một cái hành động mà tôi nghĩ là phải làm, và tôi bị ép là phải làm. Nếu không tôi là không làm tôi sẽ không ăn ngon uống đi, chứ thật sự tôi không muốn làm những cái việc như thế này. Mọi người cũng đừng nên bắt chước, nó là hành động nguy hiểm. Như cái nghề hồi nãy là vớt sắt ve chai đồ ở dưới sông á, khá là nguy hiểm, rất là cực khổ. Ai cũng chọn lựa những công việc nhẹ nhàng cho mình, không ai muốn làm những công việc khó khăn. Tuy cũng không muốn đẩy mình vào tình thế nguy hiểm, nhưng vì mọi người chưa ý thức được nên tôi phải làm. Rồi xong, Vitexco Sài Gòn. Yeah. Vô. Thầy đợi con ngồi đó này. Hồi xưa Vitexco Sài Gòn là cao nhất. Xe buýt đường sông đó thầy, 15.000 thì được đi du lịch đường sông, vé khứ hồi là 30.
ba cây số mà thấy nó bãi đây nó cũng nó giãn rồi á. Thân này còn thân này còn bằng da bằng thịt, nó phải rã ra theo thời gian chứ thầy, có cái gì là tồn tại đâu. Tất cả mọi thứ đều phải trở về cát bụi. Cái da này là tôi đã bơi, nếu mà tính ra cái bộ đồ này tôi đã, nếu mà tính thật sự là đã bơi được hơn 1.000 được cả 1.000 km rồi đó nè. Nhưng mà cái vải của tiêu mai nó vẫn chắc và bền như vậy, nó không có bị đứt đường chỉ rất là chắc chắn, chỉ có cái vải nó bị bung ra thôi. Tại cái bộ đồ này tôi đã mặc 6 năm rồi, 6 năm, và hôm nay là nó cũng đã bị bung ra như thế. Là cái độ bền của vải tôi làm ra, độ bơi tiên cá nó bền tới cỡ nào mọi người nghĩ đi. Lên bờ mọi người quay mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lên bờ biến hình lại làm người bình thường. Lên bờ không còn làm tiên cá nữa nha. Mọi người đang nhìn mình kìa mọi người. Nhiều anh chị cô bác đang nhìn Leo đúng không? Anh đúng không? Mọi người đang rất là ngỡ ngàng vì có tiên cá bảo vệ môi trường. Kêu gọi mọi người chung tay góp sức vào bảo vệ bây môi giờ trường. Em thay đồ em lên bờ nha. Em chuẩn bị biến hình làm người mọi người ơi. Em chuẩn bị cởi đồ đây. Mọi người muốn coi không? Chàng tiên cá sexy boy. Phóng sanh cá. Tuy ôn hoàn thành sứ mệnh của mình rồi nha, kêu gọi bảo vệ sông Sài Gòn xong rồi. Hy vọng là thủy thần đừng đi theo Tuy ôn nữa nha thủy thần. Ngài hãy làm tròn trách nhiệm của ngài dưới cái dòng sông này. Sông này cần thủy thần để bảo vệ sông. Nếu không có ngài thì hả, hệ sinh thái dưới đây các loài vật nó sẽ tàn sát lẫn nhau một cách vô tội vạ. Hy vọng là ghe du lịch phóng sanh của anh Ba Tây phát triển nhiều hơn nữa. Còn người dân sống trên bờ ý thức đừng xả rác thải xuống sông. Ok. Đừng thả xả rác thải xuống sông. Hãy yêu quý dòng sông. Anh để xe đâu vậy Su Quỳnh? Trời cũng thương, trời mát mẻ. Tôi ôn sau khi bơi 750 km ở bên Campuchia á, về tôi có mấy đốm tàn nhang trên mặt á, tôi phải đi điều trị á. Sắc tố melanin nó nổi lên á. Bởi vì bơi là mình phải có được mỹ phẩm này kia, đồ dưỡng da này kia, nó sẽ bảo vệ cho mình tốt hơn. Còn mình làm những hành động này á, xuất phát từ cái tấm lòng của mình, nhưng mà mình không có đủ cái điều kiện á, và mình sẽ tự hủy hoại bản thân của mình. Mình làm mà cũng không ai ủng hộ thì mình cũng không thành công. Nên việc chia sẻ để cộng đồng ủng hộ là rất biết ơn. Bởi vì ủng hộ Tây Ôn thì nhiều người sẽ ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Đó, rác thải nhựa đó, bao bịch các kiểu. Ôi giời ơi. Hồi nãy ở dưới sông á là mình chỉ bơi một mình,
có cảm giác giống như là thế giới dưới nước là của mình. Còn khi mình bước chân lên bờ, mình thấy người qua lại tấp nập ha, mình phải hòa hợp vô cái thế giới này của mọi người. Và mình sống với mọi người để mình kêu gọi mọi người ý thức. Đấy. Ồ, anh đi đường này về luôn hả? Đường mà. Đường này, đường này. Phố đi bộ, nhiều ngân hàng. Chạy tới cuối đường anh quẹo tới trái. Được mang thân người là cái thân quý nhất, bởi vì là loài vật cao cấp nhất trong tự nhiên. Nên mình mang thân người, mình nên làm những việc mà có lợi cho tất cả muôn loài, thì cái cuộc sống của mình đó, nó có ý nghĩa, nó có lợi ích. Khi mình rời khỏi cái thân thể này, mình cũng không hối tiếc vì những việc mình đã làm trong cuộc sống. Nếu mình nhìn kỹ cái sự giàu sang của mình đó, sẽ đánh đổi bằng sự khổ của người khác, thì mình không nên làm giàu kiểu đó. Mình vẫn sẽ làm giàu, nhưng mà sẽ không tạo nghiệp bất thiện với thiên nhiên và động vật quá nhiều, bởi vì mình sẽ phải trả giá đắt cho việc làm đó. Đời mình, đời con cháu của mình, tương lai thế hệ của mình đều phải trả giá cho những hành động của mình hôm nay á. Hy vọng dịch bệnh sẽ tiêu trừ sớm. Video của Tion Ồ, có một cô gái đang chạy xe đạp kìa. Hay đấy. Tốt hơn xe đạp điện cả nhà. Giờ đây rất là nguy hiểm, không an toàn. Đúng rồi, các bạn đừng đi xe đạp điện nha. Lỡ nó mát lên một cái, nó gây nguy hiểm tai nạn giao thông á, cho mình mà cho người khác nữa. Đúng luôn. Nó anh chạy đường này, chạy dưới đây. Xe đạp bị mát và tông cái chú nó té luôn. Đèn đó anh cho em cũng được á. Đúng rồi, thầy lấy cái thầy bắn qua, lấy kìa thầy bắn qua. Có gì, không có thầy tuôn ra tay là mọi người không biết làm sao đứng lên đường. Anh Bồ Tát Long đang đưa Tiêu Hôn trở về nhà. Trời tặng cho Tiêu Hôn một cơn mưa lúc mấy giờ ta? 4 giờ hả? Điện thoại hết pin. Nhớ anh mới đi đâu vậy? Đâu. Nãy anh mới dừng lại rút tiền đúng không? Đang tìm ngân hàng rút tiền. Ồ. Bây giờ mình ra quận nhất. Không, anh cứ về chỗ nhà em đi, ngay chỗ ngân hàng ACB á, anh rút dễ lắm. Mắc kính chính hãng. Mưa rồi. Nhiều người có tình yêu nam nữ hay là họ đã thấy vui rồi ha. Yêu cao hơn nữa là yêu thiên nhiên và động vật ha. Không, yêu cao hơn nữa là yêu tất cả muôn, rồi cao hơn nữa là mới yêu con người ha, rồi yêu muôn loài luôn ha.
xanh bình đẳng thế này. Thôi khi nào mà mình yêu được thiên nhiên và động vật thì lúc đó là tình yêu nó quá lớn rồi, đúng không sư huynh? Dạ. Nó không còn giới hạn trong tình cảm của con người nữa. Mình đã phá được cái chấp phân biệt giữa người và vật, thì lúc đó mình sẽ được cảm ứng của trời và đất. Ý định của mình chính là ý trời. Giờ cảm động của tăng cho thầy một trận mưa thứ hai. Giờ đất đã cảm động vì thầy, gia đình thầy đã làm việc vì cộng đồng, vì xã hội, vì quốc gia, dân tộc, vì thế giới này mà lo nghĩ. Gọi thì cũng không cần thiết, tại vì nhìn vẻ mặt mọi người nhăn nheo khó chịu lắm, mọi người nên tìm thầy ấy, tìm thầy Tiêu thì dễ hơn. Còn thầy Tiêu mà đi tìm mọi người thì rất là khó. Nhìn vẻ mặt nhăn nheo của mọi người thì là khó chịu. Nên để nếu mà ai có nhu cầu thì cứ tìm đến thầy Tiêu. Thầy Tiêu lúc nào cũng vui vẻ. Cơn mưa này sẽ làm sạch làn da của em. Mình tắm mưa luôn anh. Chà dâu con sỏi. Phụ nữ chợ dừng chuối thi đua. Ok, sắp về tới nhà rồi nha các bạn. Tôi sẽ đăng cái video này lên kênh YouTube tên là Hội Phóng Sinh. Đăng lên kênh YouTube Hoàng Piano. Còn cái kênh của Tiêu đó thì tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút xíu cho âm nhạc nó hay, cắt ghép này kia sẽ mất thời gian khá là lâu. Hy vọng là mọi người coi cũng nhiều nhiều một chút. Cứ làm cực mất một cái video như vậy, mình coi lại là cả quá trình mà mình bơi lội như vậy á. Và mình dựng thêm nhiều cái cảnh thiên nhiên vào xung quanh nó nữa nên mất thời gian lắm. Hồi nãy anh có quay cảnh thiên nhiên cho em không? Không có. Hay quá anh ơi. Nếu có đủ điều kiện tôi cũng muốn bơi 20 cây số. Nếu có được tài trợ tôi cũng có thể bơi hết sông Sài Gòn. Nhưng sức người thì có hạn, thời gian cũng có hạn, điều kiện thì eo hẹp. Chỉ có thể tạo một cái động lực như vậy. Còn ai làm được cái hành động như Tiôn, Tiôn sẽ luôn ủng hộ. Gần đây thấy một nhóm anh chị là bơi từ một cái lớp yêu bơi lội hả sư huynh? Bơi từ sông Hồng ra ngoài cửa biển 200m. Nhưng mà 200 cây số. Nhưng mà không có thấy cảnh bơi, có mấy cái hình chụp thôi mà cũng không biết bơi là bơi như thế nào, bơi bao xa, bơi bao lâu, thời gian tính như thế nào, mức khoảng cách là từ đâu tới đâu. Nếu mà anh chị mà bơi như vậy thì thật sự nó cũng chưa có đủ sức thuyết phục đối với cộng đồng và thế giới. Nên chúng ta nếu mà hợp lại với nhau để tạo ra một cái chương trình bơi lội chuyên nghiệp hơn thì sẽ tạo được sức ảnh hưởng hay hơn. Chứ nói kho thôi thì ai cũng có thể nói được, mà mình phải cho người ta thấy được bằng chứng rõ ràng hơn, thấy được cái sự vất vả này kia, chắc chắn mọi người sẽ yêu thương chúng ta hơn. Bởi vì bây giờ, thời bây giờ người ta nói nhiều hơn là làm á. Ừ.
về lại shop đồ bơ tiên cá thân thương rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của tôi Un. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn thêm một lần nữa. Cảm ơn sâu sắc. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Nếu có duyên.